Dạ rồi, ok, hello anh em, lại là em Kiên đây ha. Em Kiên rất vui khi mà trong phiên live ngày hôm nay em Kiên đã chính thức quay trở lại với anh em mình ha. Trong phiên live này thì em Kiên vừa mới cập nhật thêm cho anh em hai mã quần hoàn toàn mới bổ sung trong bộ sưu tập mới của em ha. Đối với bộ sưu tập này thì em Kiên về được ngày hôm nay là tổng cộng 8 mã quần. 8 mã quần rồi ha. Thì hôm nay em Kiên sẽ xin phép, em Kiên sẽ sắp lại mã hết để khi mà anh em mình chốt á, anh em mình sẽ không có bị nhầm lẫn với những cái mã cũ ha. Đáng ra là ngày hôm nay là em chưa có lên sóng đâu, tại vì ngày hôm nay là em còn hơi bị cảm á. Đâm ra nhiều khi em nói, khi mà em lên live mà em chia sẻ với anh em á, nhiều khi nó hơi bị hụt hơi, đâm ra anh em mình nghe không có rõ. Nhưng mà thôi, tại vì hàng nó vừa mới về thôi thì em cũng cố gắng ha. Cho phiên live này có những cái vấn đề gì sơ sót thì em cũng mong là anh em mình hoan hỷ, mình bỏ qua ha. Rồi, nó sẽ bao gồm 8 mã hoàn toàn khác nhau. Đó là mã S nha anh em. Hôm nay em kia sẽ thay thành những cái mã S hết ha. Từ mã S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8. Đối với 3 mã S1, S2, S3 này thì nó sẽ có phân khúc giá là 250. Còn mã từ mã S4 tới S8 này hết luôn nha. S4 tới S8 thì nó sẽ có phân khúc giá là 300.000. Lý do tại sao nó lại có một sự chênh lệch giá như vậy, chủ yếu là về cái phần độ dày của vải thôi ha. Còn hả, về cái chất lượng thì hầu như là em nghĩ là nó sẽ như nhau hết, như nhau hết thôi ha. Ví dụ anh em nào thích sự mỏng nhẹ thì có thể chốt cái mã 250. Còn nếu mà anh em mình muốn một cái sự bền chắc, dày dặn hơn thì có thể chốt cái mã 300.000 ha. Rồi khi trước khi bước vào phiên live này thì em Kiên xin phép được 2 phút giới thiệu về những dòng áo thun mà hiện tại bên này em Kiên đang bán cho anh em ha. Đối với những dòng áo thun như thế này thì phải nói là rất dễ sử dụng. Cái tông màu ngày hôm nay mà em Kiên lên sóng giới thiệu với anh em, đó là một cái tông màu nó khá dễ mặc đồ ha. Anh em nào có một cái nước da ngâm hoặc là một cái nước da vàng, hay là nước da trắng, hay là nước da sáng đều sẽ sử dụng được hết ha. Đối với chất liệu thun như thế này, một cái áo thun tay ngắn cổ tròn như thế này thì nó chỉ có mức giá là 130.000 cho một chiếc cộng ship. Tuy nhiên ngày hôm nay em Kiên về được tới 8 mã hoàn toàn khác nhau, 8 logo á, 8 logo như thế này hoàn toàn khác nhau cho nên mình lựa. Thí dụ mà anh em nào mà lấy hai áo thun tay ngắn, em Kiên sẽ để cho anh em một cái mức giá hợp lý hơn ha. Thí dụ anh em lấy hai chiếc tay ngắn, em Kiên sẽ để cho anh em một cái mức giá gọi là 250.000 cho hai chiếc, em Kiên miễn phí ship cho anh em. Còn thí dụ anh em nào mà thích một thêm một cái áo tay dài nữa thì anh em mình có thể lấy một áo thun tay ngắn, một áo thun tay dài để mình mặc thay đổi ha. Thì mức giá cho một cặp tay ngắn tay dài thì nó sẽ có mức giá là 300.000 cho một cặp tay ngắn tay dài, em Kiên miễn phí ship cho anh em. Còn nếu mà anh em nào chỉ muốn lấy tay dài thôi thì một chiếc áo tay dài như thế này nó sẽ có mức giá là 180. Còn anh em nào lấy hai chiếc tay dài, em Kiên sẽ để cho anh em một cái mức giá hợp lý hơn. Nó anh em mình mua thì nó sẽ có lợi hơn ha. Đó sẽ là 350, em Kiên miễn phí ship toàn quốc cho anh em. Đó là về những cái set combo ngày hôm nay em Kiên gửi đến cho anh em. Ngoài ra cho đặt cách cho anh em nào lấy hả, thí dụ đi anh em nào lấy hai áo thun tay ngắn, hai áo thun tay dài ha, thì em Kiên sẽ có một cái phần quà tri ân. Một là nón, hai là ví để mà em Kiên gửi tặng đến anh em. Không những thế đâu, anh em mình có thể lấy một áo thun tay ngắn nè, một áo thun tay dài và hai quần khác nhau ha. Em Kiên sẽ có hai phần quà tặng, đó là cả ví cả nón em Kiên tặng chung cho anh em nào mua hai áo thun và hai quần gửi tặng đến anh em mình luôn ha. Rồi, không làm mất nhiều thời gian của anh em mình nữa, em Kiên sẽ chính thức bước vào phiên live stream ngày hôm nay nha anh em. Dạ rồi, khi mà anh em mình cũng lưu ý giùm em ha, khi mà anh em mình muốn chốt quần cứ alo trực tiếp với em ha. Anh em mình chỉ cần cho em về cái số đo lưng quần thôi. Nhiều khi anh em mình kêu quần anh mà bình thường mặc size 32, nhiều khi nó cũng không có đúng đâu anh em. Tại vì mỗi quần nó sẽ có một cái số đo, không có quần nào giống quần nào hết. Để mà anh em mình muốn biết được chính xác hay không á, anh em mình chịu khó mình lấy một cái thước dây như thế này cho em ha. Anh em mình cài cái phần cúc quần lại, anh em nhớ lấy một cái quần nào mà anh em mặc vừa vặn nhất nha, và không co giãn. Đó, anh em mình cặp cái phần lưng này nè. Đó, anh em mình đo cho em xem là cái thông số nó rơi vào tầm bao nhiêu ha. Rồi anh em mình thông báo cho em để mà em lấy được một cái số đo cho nó chuẩn xác cho anh em. Chứ nhiều khi á, anh em mình đo trực tiếp trên cái phần bụng mình á, nó sẽ không có đúng. Mà em gửi ra cho anh em á, thì anh em lại mặc không có vừa nữa, thì đâm ra chắc chắn là em sẽ đổi được cho anh em á, nhưng mà nó sẽ là mất thời gian của em, mất thời gian của anh em nữa. Đâm ra anh em mình cũng chịu khó tự động cho em chút xíu ha, để mà khi anh em mình nhận hàng á, nó cái gì nó cũng dễ hơn hết. Thà mình kỹ từ đầu để mà khi về sau á, nó sẽ rất là dễ ha. Rồi, đó là về phần cách thức đo. Còn chính thức là về cái phần giới thiệu mã.
Đêm Kiên sẽ lên sóng giới thiệu với anh em ở phân khúc giá 250. Đối với phân khúc giá 250 này thì anh em mình sẽ có gì ạ? Anh em mình sẽ có được 3 mã ha, S1, S2, S3, hai mã trơn và một mã rằng ri. Em Kiên xin phép đối với những cái mã đầu tiên, em Kiên sẽ đi review chi tiết một chút xíu để mà cho anh em mình hình dung được form quần cực kỳ rõ. Để cho những cái mã sau em Kiên sẽ đi lướt ha, nó sẽ tiết kiệm thời gian cho anh em mình xem hơn. Rồi, không làm mất nhiều thời gian của anh em mình nữa. Đối với phân khúc 250 này, nó sẽ có 3 mã S1, S2, S3. Trên tay em Kiên đang cầm là mã S1. Mã S1 này được sử dụng một cái tông màu được gọi là tông màu xanh ô liu, xanh ô liu sáng ha. Anh em mình có thể, tức là cái màu này nó sẽ không quá nhu và không quá sẫm. Anh em mình có tông màu da như thế nào cũng đều sẽ sử dụng được ha. Ở cái màu này á, được cái là anh em mình phối với những dòng áo nào cũng đẹp ha. Áo sáng màu hoặc áo tối màu nó đều đẹp. Chất liệu vải của quần này là được sử dụng chất liệu vải là chất liệu vải caro rip top ha. Lợi thế của những dòng quần caro á là được cái là giặt cực kỳ mau khô nè, cực kỳ mau khô, và được cái anh em mình giặt á nó sẽ đỡ nhăn hơn rất nhiều so với những cái dòng quần poplin. Về phần cách thiết kế túi thì vẫn đơn giản, nó không thay đổi quá nhiều ha, vẫn là form 6 túi hộp. Chiều dài của những chiếc quần này thì tất cả mọi mã luôn ha, nó sẽ dao động có tầm 103 đến 105 tùy theo size quần ha. Và về phần ống này thì nó sẽ đồng hết tất cả các mã, là nó đều rơi vào tầm 21 đến 21.5 cm nha anh em. Đó, luôn luôn trang bị những cái ống á, họ luôn luôn trang bị cho anh em những cái phần dây rút như thế này hết ha. Rồi, đó là về phần cách thiết kế của quần ha. Và không quên, họ luôn luôn có cho anh em những cái phần đai này nè ha. Phần size thì vẫn về đủ size, 4 size, 30, 32, 34, 36, tất cả mọi mã luôn ha. 30 thì cho anh em nào có vùng bụng có tầm 78 đến 80. Còn size 36 thì cho size 32 cho anh em nào có vùng bụng có tầm 82 đến 84. Size 34 thì cho anh em nào có vùng bụng có tầm 86 đến 88 ha. Còn size 36 là cho anh em nào có số đo vùng bụng là cỡ tầm 90, 92, 94 là anh em mình có thể sử dụng được cho em ha. Rồi. Tiếp tục đối với mã S2. Cái mã S2 này thì nó sẽ được sử dụng chất liệu vải là poplin trơn ha. Đối với chất liệu vải poplin trơn này thì sẽ cho các bác nào thích một cái sự mỏng nhẹ thì có thể chốt cho em Kiên cái mã này. Đối với cái tông màu mã S2 này ha, đây nè, cái mã S2 này là sẽ được sử dụng một cái tông màu khá là dịu. Cái màu này được gọi là cái màu xám sáng ha nè, cái màu xám sáng ha. Vẫn về đủ size cho anh em được về 4 size 30, 32, 34, 36. Đáp ra anh em nào mà có số đo vào bụng như thế nào thì có thể nhắc bớ lên alo trực tiếp em ha. Cứ anh em lấy từ 2 quần trở lên, em Kiên sẽ miễn phí ship cho anh em. Anh em mình đừng có quan trọng về cái chiều dài, quan trọng là về cái phần số đo lưng quần của mình á. Nên là ví dụ về chiều dài, anh em có thể một là mình săn lên nè, hai là mình rút dây rút, hoặc là mình tự chủ động mình lên like cũng được. Còn quan trọng nhất là về cái số đo lưng quần thôi ha. Nên là anh em mình cũng lưu ý giùm em. Tiếp tục thêm một cái mã rằng riêng hoàn toàn mới nữa ở phân khúc giá 250. Chất liệu vải này là được sử dụng chất liệu vải là chất liệu vải poplin xưa ha. Đây nè, anh em mình coi cái màu đợt này, anh em mình thấy riêng về cái mã S3 này nha. Em Kiên phải nói nè, anh em mình nên sở hữu, tại vì cái màu này nó quá là đẹp đi anh em. Cái màu này tức là cái màu đó nó sẽ thiên về cái chất xanh nhiều hơn so với một cái quần mà rằng ri, mà cái tông màu giống hàng xịn của Mỹ ha. Cái quần này đó nó sẽ đi về theo về dạng cái form bị kích á, thì nó sẽ nhũ một cái lớp xanh nhiều hơn so với là một cái lớp cái dạng mà quýt lành như là cái thằng rằng ri, cái dạng mà bông rằng của Mỹ ha. Riêng mã này nha, em Kiên về được đủ size cho anh em luôn. 30, 32, 34, 36. 30, 32, 34, 36. Anh em nào có số đo vòng bụng rơi vào tầm cỡ 78, 80, 82, 84, 86 thì có thể nhấc máy lên alo trực tiếp với em nha. Đây nè, anh em mình thấy về cái phần thiết kế của quần này ha. Cái bông này á, về cái phần về những cái bọt rằng của nó anh em, thì anh em mình sẽ thấy là cái bọt rằng của nó nhìn rất là nhỏ ha. Đâm ra và nó sẽ làm cho một cái tổng thể cái màu quần của anh em á, nhìn nó tan ra, nhìn nó cực kỳ đẹp. Đủ size nha, 30, 32, 34, 36, và đó là mã S3, giá 250.000 cho một quần. Anh em nào có số đo vòng bụng như thế nào thì có thể nhấc máy lên alo trực tiếp với em ha. Anh em mình có thể lấy hai quần bất kỳ, em Kiên sẽ miễn phí ship cho anh em. Rồi, đó là về phân khúc mã S3. Xong ở phân khúc giá 250, em Kiên sẽ tiến đến phân khúc giá 300.000. Đối với phân khúc giá 300.000 này thì nay mình không thể nào mình bỏ lỡ qua được cái mã quần S4 này ha. Cái mã quần đen.
cái mã quần đen này phải nói là anh em mình em Kiên bán rất là chạy, tại vì á đa số đối với cái quần đen này nè, cái màu nó rất là sạch, anh em mình rất là dễ sử dụng, và hầu như cái quần đen này anh em mình phối với những cái áo nào nó cũng đẹp hết, áo đậm màu, áo tối màu hoặc là áo sáng màu đều rất là đẹp ha. Cái màu này á, riêng cái mã S4 này là được sử dụng chất liệu vải là chất liệu vải Caro Rip Top ha. Anh em mình giặt á nó sẽ không có bị nhăn anh em. Đặc biệt là cho anh em nào mà lười á, tính lười ủi đồ như em á, thì có thể chốt cho em Kiên mấy cái quần mà loại mà vải caro á, nó sẽ rất là tiện lợi cho anh em mình sử dụng ha. Được cái á là riêng về cái mã S4 được là cái đợt này anh em là họ sẽ có wash thêm nữa, thêm một cái công đoạn wash nữa ha. Đối với công đoạn wash này á thì nó sẽ giúp cho cái quần của anh em á nó bền màu hơn rất là nhiều so với là những cái quần mà đen đợt trước ha, vẫn có dây rút nè, vẫn có dây rút ở hai bên eo cho anh em ha. Và ở hai bên cái phần túi hộp này nó sẽ có một cái chữ USA Army ha, tại vì đây là quần bản rep theo cái biểu kiểu đặc vụ ha. Rồi đằng sau vẫn có bản lá nem cho anh em ha. Cái quần này nó cực kỳ đẹp anh em, rất là đẹp ha. Đây là mã S4, phân khúc giá là 300.000 ha. Anh em lấy hai quần bất kỳ, em Kiên vẫn sẽ đẩy cho anh em một cái mức giá là 550.000. Thí dụ là anh em mình lấy từ phân khúc giá 300 trở đi thì sẽ có mức giá nó hợp lý hơn ha. Còn nếu mà anh em nào mà lấy phân khúc giá 250, em chia sẻ miễn phí ship cho anh em. Rồi tiếp tục với mã S4, S4 xong ha, tiếp tục mã S5 cặp lửa nè, anh em mình còn về phần cặp lửa nè, cái màu này rất là đẹp ha. Cái màu này bữa giờ anh em mình cũng hả chốt em Kiên rất là nhiều, hay anh em mình nói nó là cái màu thủy quân lục chiến hồi xưa á. Cái màu này rất là đẹp ha. Cái màu này anh em mình sẽ thấy về những cái vân này nè, nó sẽ thiên về cái màu đỏ hơn ha. Đâm ra anh em mình hay nói nó là cái hằn cặp lửa. Cái hằn cặp lửa này em Kiên về vẫn đủ size nha, 30, 32, 34, 36. Anh em nào có số đo vào bụng như thế nào thì có thể chốt cho em ha. Đây nè anh em mình coi về phần ở phía bên trong của nó ha, nó làm rất là đẹp ha. Đây nè anh em mình, đối với những cái quần này nè, em thấy đa số anh em mình sắn lên nó cũng đẹp nữa. Cái quần này nè anh em mình có thể nó luôn luôn kèm theo cho anh em thêm một cái cặp dây rút nữa ha. Chất vải là cái chất vải kaki, những cái quần này của em đều là 100% cotton tông hết, đâm ra anh em mình cứ yên tâm sử dụng ha. Đây là mã S3, ơi mã S5 ha. Mã S5 này thì nó sẽ có phân khúc giá là 300.000 cho một quần cộng ship nha anh em, 300.000 cho một quần cộng ship. Tiếp tục với mã S6, cái mã S6 này phải nói là cái màu cực kỳ đẹp anh em, cái màu rằn ri truyền thống của Mỹ á. Đây là một trong những màu mà được cái là anh em mình rất là chuộng, mà bị cái là ngày hôm nay là em Kiên không có về size to nè, em chỉ về tầm size trung thôi, tức là size 30, 32, 34. Anh em nào có số đo vòng bụng có tầm 78 đến 88 là hết size rồi ha. Từ 88 quay đầu là anh em Kiên vẫn sẽ có size cho anh em, còn những anh em nào có vòng bụng có tầm 90 trở lên á là em Kiên sẽ không có nha. Anh em mình cũng nên lưu ý giùm em ha. Đây là về mã phần mã S6. S6 này thì nó sẽ có phân khúc giá là 300.000 cho một quần ha. Chất vải rất đẹp nha anh em. Nó họ sẽ qua một công đoạn wash quần nữa. Đâm ra anh em mình thấy là cái quần này nhìn nó rất là lì ha, cực kỳ lì luôn. Đây nè, anh em mình có quần nhìn rất là đẹp ha. Đây nè, vẫn có phần đắp gối cho anh em nữa ha. Nhìn cái chất quần rất là đẹp ha. Tiếp tục với mã S7. Dạ rồi, đối với cái mã S7 này là được sử dụng chất liệu vải, là chất liệu vải giống với hàng cố vấn Mỹ hồi xưa nè. Cái màu này cực kỳ đẹp nha. Cái màu này chất quần á, nó sẽ vượt trội hơn rất nhiều so với những cái mã, thí dụ đi, S2 với mã S7 nè. Anh em thấy hai quần màu, cái màu nó na ná nhau ha. Nhưng mà về cái độ đanh dày á nè, cái mã S7 đanh dày hơn, vượt trội hơn, hầu như là gấp đôi ha. Đâm ra nó mới có cái mức giá cao hơn chút xíu. Nhưng mà được cái anh em mình cầm vô cái quần nhìn rất là mát tay ha, và nhìn rất là mướt. Vẫn về đủ size 30, 32, 34, 36. Anh em nào có số đo vòng bụng như thế nào thì có thể giật qua lên alo trực tiếp với em ha. Anh em mình coi được tổng thể cái quần này nè, nhìn cực kỳ đẹp luôn ha. Đây nè, anh em mình coi về cái form quần của họ ha, cách thiết kế của họ nhìn hả đanh dày và cách nhìn rất là sắc ha. Đây nè anh em mình coi nè ha, chất quần nhìn rất là đẹp ha. Anh em mình phối với những dòng áo thun bên em á, nhìn phải nói cực kỳ đẹp luôn. Đây nè, đó anh em mình thấy không, nó vừa tôn lên cho anh em một cái form dáng khá là nhã nhặn, chứ nó không có bị quá là, nó không có bị chổi như là những cái màu ô liu nó quá gắt ha. Đó, những cái màu mã S7 như thế này á nhìn rất là đẹp ha. Màu S7 đẹp ghê, anh em mình coi về cái chất liệu vải của họ nè, nhìn rất là đẹp ha. Rồi đó là về mã phần S7 ha. Tiếp tục với mã S8 đi. Cái mã S8 này em Kiên nghĩ là anh em mình rất là thích luôn. Cái mã S8 này được cái là được sử dụng chất liệu vải, là chất liệu vải satin anh em. Đây nè,
anh em mình coi vào cái chất lượng vải cái mã S8 nè. Đây, cái mã S8 anh em mình coi vào cái chất lượng vải nè. Cực kỳ đanh luôn nha, rất là đanh luôn. Đó. Anh em mình thấy với chất lượng vải rất là đanh nha. À, cái quần này á, à, nếu mà để cho anh em nào mà có những cái áo mà satin hàng xịn của Mỹ rồi á, anh em mình nên sở hữu cho em Kiên cái chiếc quần mã S8 này ha. Vì cái màu quần nó rất là đẹp anh em. Đây nè, anh em mình coi nè, chiếc quần rất đanh nha. Mà để cho anh em mình cầm ra so với mà cái quần satin xịn của Mỹ á, cái màu nó y chang. Thậm chí á, cái chất liệu vải nó còn đanh và dày hơn nữa. Nó rất là đẹp ha. Rồi vẫn về đủ size 30, 32, 34, 36 cho anh em. Rất là đẹp nha anh em. Cực kỳ đẹp luôn á. Đây nè, anh em mình coi quần rất là đẹp ha. Rồi, đây là mã S8 thì nó sẽ có phân khúc giá là 300.000 cho một quần ha. 300.000 cho một quần. Đó, đây là mã S8 anh em mình cũng lưu ý giùm em ha. Chất quần rất đanh nha, rất là đẹp luôn. Chất quần anh em mình coi nè, nhìn rất là đẹp ha, và rất là đanh. À, về cái độ nặng nó hầu như rất là vượt trội ha. Và anh em mình sẽ thấy ở bên này nè, nó sẽ có những cái thớ ngang nè ha. Những cái thớ ngang rất là sắc ha. Rồi, à, quần này nó sẽ có mức giá là 300.000 cộng ship cho một quần. Anh em nào lấy hai quần bất kỳ, em Kiên sẽ đẩy cho anh em một mức giá hợp lý hơn. 550.000 em Kiên miễn phí ship toàn quốc cho anh em. Rồi, à, đó là về những cái mẫu quần mà ngày hôm nay em Kiên muốn mang lên giới thiệu với anh em. Trong phiên live này thì có những cái vấn đề gì sao sót thì em Kiên cũng mong là anh em mình hoan hỷ mình bỏ qua cho em ha. Rồi, à, cảm ơn anh em rất là nhiều. À, rất mong sẽ được gặp lại anh em trong những phiên livestream tiếp theo. Thân chào và hẹn gặp lại ạ.